Bất ngờ xuất hiện đoạn video clip cực hot chiếc Ford Explorer 2021 lần đầu tiên nhập từ Mỹ xuất hiện trên đường phố Việt Nam đã chính thức trình làng sắp tới. Mạnh Phiêu xin phép dựng lại video clip này, thời gian ghi hình là lúc 17:50 ngày 9/11/2021. Bên góc phải có thời gian ghi hình rõ ràng. Video clip cực hot sẽ gây xôn xao cộng đồng mạng. Mạnh Phiêu xin phép nhận cọc xe này với giá tạm tính 2,268 tỷ và thời gian giao xe dự kiến cuối năm nay hoặc đầu năm sau. Hy vọng thông quan sớm để trình làng tại thị trường Việt Nam. Với giá tạm tính 2,268 tỷ, hy vọng chiếc xe Ford Explorer sẽ giải mã cơn khát xe suốt một năm nay cho khách hàng chuộng dòng xe 7 chỗ SUV middle size. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Hẹn video clip lần sau.